Ok, đây em tên là Hình Ngọc Phiên. Nay em xin trình bày bài tập 4 là vị mô đun 8 lít 7 đòn dựa theo kích thí nghiệm. Và ban đầu thì 8 lít 7 đòn hiển thị mã số sinh viên. Và hiển thị mã số sinh viên còn 3 dòi. Sau đó tắt hết và chỉ chữ hello từ trái sang phải. Sau đó chớp tắt chữ hello 3 lần. À, sau đó là bài phần của phần vừa tốt của em. Như vậy thôi. Đó là IC chốt B4573 và đưa ra dịch ra và viết ra các thanh hai là hai IC gây dịch là B4595 là để điều khiển cái thanh led quét led bảy đoạn này thì em là thay cái density to với cái con nó là tiện hơn. Và sau đó là phần cốt của em. Đây là chúng ta khai báo thư viện. Chúng ta khai báo cái hello có 20 mẫu phần tử. Là cái này là em dùng trong cái chương trình là dịch chữ hello từ phải sang trái. Và mạng hello này là gồm có nem phần tử thì để dùng trong cái là chốt test không. Và khai báo biến và khai báo biến tràng của thanh mật phòng. Đây là chương trình nhắc thanh mật phòng có biến mỗi lần tràng thì biến tràng BND sẽ cạn thêm một lần. Là set timer 3036 này tức là 100 mili. Và đây là chương trình con giải mã mã số sinh viên của em. Thì chúng ta cho led từ led 7 dB từ 0 đến 7 là thay bằng mã số sinh viên của em là thay thứ tự là từ 1 4 2 3 5 từ 7 sang 0. Và sau đó thì là sẽ hiển thị 8 lít quét. Và tương tự là với phần giải mã chữ hello. Và đó là chương trình con giải mã dịch. Thì em gọi biến dây là từ 0 đến 13 thì nó sẽ dịch. Đầu tiên thì nó sẽ lấy từ led 7 đơn vị từ 0 đến 7. Nó sẽ lấy từ J=1 đến J=7. Tức là ban đầu ví dụ mà y bằng 0 thì nó sẽ lấy từ 0 đến 7 tức là 0 hoặc 1 số 7 thì ra lấy J=1 thì nó sẽ lấy từ 0 đến 7 lấy đến này tức là chữ H sẽ hiện ra tương tự thì các chữ Y và WL đang được hiện ra khi là hiện hết không còn gì. Là em tính được số lần dịch như là sẽ là 13 lần. Và chương trình delay viết 8 led thì để giữa mỗi lần chuyển giá trị gì cái 8 led viết sẽ có giá trị delay để chúng ta thấy rõ. Và chương trình chính là phần khai báo là setup timer cho phép ngắt timer, cho phép biến toàn cục. Và nào chúng ta đặt giá trị BND hay không thì khi mà BND biến hơn 20 tức là biến hơn 20 thì 20 lần tràn thì sẽ gọi ra chương trình là giải mã mã số sinh viên thì mã số sinh viên sẽ hiện ra và sau đó thì sẽ tách tràn biến tràn mà lớn hơn 20 biến hơn 30 thì sẽ tách led và lớn hơn 30 biến hơn 44 tức là dịch ra tướng. Em tính được là cái dịch nó sẽ dịch kèm 1.3 dòi nó sẽ dịch hết cái chữ hello. Đây là em cho biến trang từ 30 đến 44 và sau đó thì giải mã chữ hello chốt tách. Đầu tiên là cho chúng ta tự hiện chữ hello lên, sau đó là tách hiện lên và chúng ta được 3 lần. Sau hết 3 lần thì chúng ta sẽ sau hết 3 lần thì đó biến trang sẽ lớn hơn 1.4 thì cho chúng ta sẽ cho biến trang về không và chương trình còn còn lần lại nữa là sẽ quay lại từ lúc mà biến hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành dịch chương trình.
thứ 8 đi vô không vô đi. Thằng này trên chỉ đóng này.